gần 500 người dọn rác ở đầm nước mặn Sa Huỳnh. Đầm nước mặn thông biển qua cửa Sa Huỳnh, rộng 210 ha thuộc thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, là hệ sinh thái để người dân nuôi thủy sản dẫn nước cho ruộng muối. Từ khi nhà máy xử lý rác thải ngừng hoạt động, người dân đã vứt rác thẳng ra sông, đầm, biển. Rác ứ động bốc mùi hôi thối làm ô nhiễm nghiêm trọng tới nguồn nước. Ô nhiễm từ nhà máy rác không sản xuất được. Ở đây là cô là chính người là đi đốt liên tục 3 ngày là đi đốt như vậy, cái mỏng trường đó còn bao nhiêu mà ta đổ với nước là không có đốt được. Đầu qua bà con ở đây là sống rất là khó khăn, phụ nước ô nhiễm, bà con đánh bắt thủy sản cũng không có được. Thủy sản ví dụ hào, tôm có, bà con ở đây thì làm sao mà buôn bán được. Có cái biện pháp mạnh nhanh chóng thực hiện nhà máy thử thứ nhất để cho giúp đỡ cho bà con không buôn bán như vậy là mất cảnh quan của thị đi. Trước mắt và tạm thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trước, vận động ký cam kết từng hộ dân. Sắp tới chúng tôi sẽ triển khai các hệ thống camera giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường. Định hướng của thị xã, chúng tôi đã đầu tư hạ tầng để triển khai cái khu liên hệ xử lý đó, thì sẽ đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định về môi trường.